Mới tình thứ ba của em là cũng chưa gọi mới tình chính thức nữa, quen được 2 tháng 3 tháng. Cái áp lực gia đình là nó đó. Lực sao? Dễ có thể đi vào cảm xúc người khác. Em có thể đọc được cảm xúc người khác. Đọc được cảm xúc luôn. Và... bên đây thì theo kịp cảm xúc. Trời thấy ghê vậy. Những chàng trai ế mà nói chuyện mạnh miệng ghê. Những chàng trai ế mà nói chuyện mạnh miệng ghê. À, điểm yếu của em thì là hậu đậu. Hậu đậu mà rửa chén không bị bể. Không bị bể thiệt anh. Ví dụ như cái nồi nha, em rửa cái sống chén đúng không? Thì em bay cái nồi bay vô bờ tường. Xong bây giờ hỏi là, ủa mày làm gì vậy? Anh ơi, anh có cao trên 1m78 không anh? 1m78 có anh Tường ơi. Có cái anh mà ngồi ghế màu đỏ cao 1m82 đó cơ. 1m82 lát em địa thử coi sao. Những lúc mà em rửa chén nấu cơm mà em có bị bật khóc không? Có bị bật khóc không? Mỗi bạn có một phần mà em thích ở trong đó. Em là một người khá điềm tĩnh thì em lại thích một cô gái khá năng động. Nhưng em lại thích một cô gái biết nấu ăn. Nên là em thấy nãy giờ hai bạn lại có một gọi là 50-50.